cơm kìa. Con nó lên quá trời luôn kìa. Đúng rồi. Cái này hả? À, xin lỗi. Thank you.
Nhớ cầm chặt nha, đó nha. Rồi đắp xuống, đắp xuống cho nó bú. À, có bình nó muốn hả? Đụng má giống bình tĩnh nào? Nó bú không? Chứ đúng con thầy nó không bú à? À thôi chị Yến cầm cái rồi cho em cầm cái.